Thế là tất cả mọi người đã đi đến nơi chỗ cái cruise và here we go. This is a cruise. Bây giờ phải đi lấy đồ đã. Đây là đồ của cả nhà. Cái này hết đồ hết phải không? Cái này mọi người nhớ là phải cắt ra xong rồi cho những cái bao như này thì nó sẽ không bị nước này, không bị rách này và nó sẽ kiểu rất là đảm bảo ấy, chứ nhiều người ta để hết kia xong rồi thế nào cũng bị rách luôn. Bye, I'll see you later. Bye bye. Check in. Oh, I'm ready. Passport. Checking in. Đây là chiếc tàu mà mình sẽ đi. Đây là thẻ lên tàu, thẻ ăn và cũng như là thẻ vào phòng. Dẫn như vậy đi phòng. Mình ở phòng E52. E đây. Bên này nhá. Ê đồ mẹ ở đường này, 52 từ kia. Ok, mình nghe đây 52 ơi, sát 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 nhau luôn. Yeah. Đây là phòng của mình với bố mẹ. Tại vì mình là Seven World. Nên đây là mình sẽ bị nằm trên cái này. Cái này như kiểu giường tầng ấy, mở ra sẽ là giường tầng. Phòng nó chỉ bé thế này thôi. Đây là closet, closet rất to. Xong rồi đây là phòng tắm. Tắm bé thế này thôi. Bây giờ sang phòng chị mình nhá. Hello. Đây là phòng của chị gái mình. Hello. Hay giường to hơn. Để cho cả nhà đi ăn tối. Happy birthday to you. Everybody. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lizzy. Happy birthday to you. Rồi thì cả nhà đang đi qua mấy cái bể bơi để bể bơi ngoài giờ này, xong rồi có cả movie screen. Bây giờ đi lên trên bom để tí nữa lúc mà tàu chạy thì có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Look at this view. Oh my god. Kia là thành phố Whittier, rất là bé. Bình thường mùa đông ấy có khi chỉ có 30 người ở đấy thôi, còn mùa hè thì đông hơn tí, khoảng 300 người. Đây là xung quanh. Đây là đầu tàu nè. Đây sẽ là nhà của Ly trong vòng 7 ngày nữa. Không internet, không gì cả, chỉ có enjoy cuộc sống thôi. Và đẹp quá trời ơi. Rất là vui khi mà có thể đi được cái này với cả nhà, và cũng như là đưa mọi người đi theo Ly trong cuộc hành trình này. Này sẽ đi rất là nhiều thứ hay và sẽ có rất là nhiều cảnh đẹp. Và đây là cái tàu mà nó có 2.000 người khách ở trên này, có tận 1.400 nhân viên trên này luôn. Siêu đông. Đây là khung cảnh phía đuôi tàu. Đây là ảnh cả nhà lúc mà mới lên tàu. Trông buồn cười. It's not even that good, right? Yeah. I just wanna hold you. Bây giờ cả nhà đi wine tasting, đi thử rượu vào ngoài kiểu sóng to dã man luôn ấy, siêu to. Thế nên là cái tàu ấy nó cứ chồng chành từ nãy đến giờ. Crazy. Gì? Sóng to vãi luôn. Đấy, sóng siêu to luôn. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Đi chợ chụp ảnh trời sáng chứ. So alive, can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Bây giờ mọi người sẽ đi xem show Status. What not chưa? No. A good day.
every dish. Giờ đang ở cái khu Glacier Bay National Park, cái ngày xưa ấy, cả cái chỗ này là đá hết. Và bây giờ nó tan hết, bây giờ còn chỉ còn phần phía trên kia thôi. Thì tí nữa sẽ đi gần hơn bên kia. Hôm nay là cả nhà sẽ nằm ở đây. Tròn nắng đẹp tại vì hôm nay trời rất là đẹp. Ê, trời đẹp quá. It's not cold at all. Yeah. Đó, sẽ đi về phía kia kìa. Ở đây ăn nhiều hải sản quá, thừa protein, thừa năng lượng, nó lên một cái mụn. Mà không sao, tối nay sẽ đắp mặt nạ tiếp. Và Linh mới mua được cái mặt nạ của Lush, cái mặt nạ kiểu cà phê, bột cà phê. Ui, đắp một hôm sẽ phê cực, kiểu mùi cà phê rất thơm. Nếu mà ai thích cà phê thì sẽ rất là thích cái đấy. Nó kiểu exfoliate, nó thời gian chết cũng rất là tốt nữa. Xong kiểu da nó mềm căng, sướng rất là sướng. Hôm nay là ngày thứ ba ở trên tàu, mình vẫn bị lạc. Tôi lại quay lại tàu, ngày đầu tiên được lên bờ cảm thấy sung sướng dã man. Đấy là có sự gắn kết đất liền. Đúng rồi, cái này cần có sự gắn kết đất liền, kiểu mở điện thoại lên sóng, kiểu notification nhảy ầm ầm ầm. Bây giờ Ly ăn đã, sau có gì thì sẽ đưa mọi người đi xem là cái thành phố này có gì nhá. Sẽ đi xuống Scarway. Đây là mọi người đã sang địa phận của Canada rồi. Và ui, nhìn này, đẹp chưa? Nhưng mà siêu lạnh luôn. Co do co rúm luôn ý. Đây, sát tầng mây luôn ý. Bây giờ đã sang đến Canada rồi và rất là lạnh. Ở khu này là ngày xưa là cái chỗ dừng chân nghỉ trước khi mà lên trên núi cao để đào vàng ấy. Hot chocolate. Đẹp quá, trời ơi, cả nhà đang đi trên xe nhưng mà phải dừng lại để nhìn quá đẹp, trời ơi. Kiểu nó xinh lì. Cũng to rồi chứ. Thằng ăn cái gì á? Thế ăn rau kìa. Cả nhà ăn
xong bây giờ sẽ đi coi mặt trời xuống, mặc pyjama đi coi mặt trời xuống ở phía đằng sau của tàu. Ui sao cho mày xanh thế này trời ơi. Ôi ngày mai thì sẽ đến thủ đô của Alaska. Xong rồi sau đấy một ngày nữa thì sẽ đến một thị trấn nhỏ nhỏ nữa. Đẹp quá. Trời ơi. Okay, bây giờ mình sẽ ra phía đầu tàu, the sanctuary. Không biết ở đây hôm nay có cái gì đây. Chưa ra phía này. Này có nào, chỗ nào có bể bơi. Bể bơi everywhere. Nhưng mà chưa lần nào đi tour được. Không phải nằm xuống một xá thật cơ. Nằm xuống. Ao đau quá Ly ơi. Mà xá kiểu bóng bóp cơ mà. Bóp đi, bóp đi, bóp đi. Nè. Nè. Turn back and turn. Này nó sẽ turn out ra sao như thế nào, nhưng mà Ly sẽ cố gắng edit nó một cách gọi là hợp lý và nó có đầu có đuôi một tí, tại vì thực sự là cứ có gì hay thì Ly mở máy ra Ly quay lại thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là kiểu thứ tự gì cả. Ly phải về đi ngủ đây, muộn quá rồi, còn tắm rửa nữa, mai đi sớm, mai 6:30 đã dậy ăn sáng rồi, tại vì ngày mai cả ngày ở trong thành phố mình cũng chỉ... Hôm nay lại là một ngày ra đất liền. Hôm nay thì đang ở thành phố Juneau, đây là thủ phủ của bang Alaska. Hôm nay thì phải quay lại đây tầm kiểu 2 giờ ấy, thế nên là cũng không đi được nhiều, nhưng mà anh mình vẫn thuê xe để lái đi cho chủ động, chứ còn đi theo mấy cái tour thì đã lắp một kiểu tính theo người ấy, mình kiểu có Google Map này, có người lái xe thì việc gì là phải đi như thế đúng không? Bây giờ cả nhà vừa mới tới một cái glacier nữa, một cái phần tảng núi đá băng mà nó kiểu chảy ấy. Này chỗ này thì rất là đẹp. Thì cái này gọi là Mendenhall Glacier. Thì ôi, nhìn thấy nó ngay đây luôn ý. Trời ơi, ra đây mà xem. Đây, ra đây xem nào, ra đây xem nào. Trời ơi, đẹp tỏa eo xung quanh luôn đây. Kiểu không gian cảnh đẹp phải trưởng ý. Look this way. Nhưng mà mọi người đằng kia. Nên ra mọi người đã. Tại vì ra mọi người sẽ nhìn thấy xa hơn. Chica.
đi về đây và ngày mai sẽ lên đỉnh trên biển, xong rồi ngày cuối cùng thì sẽ là đến Vancouver. Nhà đang ở khu công viên lịch sử của Ketchikan. Chỗ này thì là nó có những cái cột với cả những cái của người dân du mục ngày xưa, kiểu da đỏ ngày xưa. Thì bây giờ sẽ đi vào, đây là cái nhà thổ dân ngày xưa này. Sẽ đi vào xem chỗ này có gì. Ừ, ở giữa để lót lửa đấy. Em nghĩ đây là như kiểu nhà họp ấy. Nên là đang đi dạo vòng quanh xem có chỗ nào mà chưa đi không, để xem là có gì hay thì khám phá nốt. Xong ngày mai thì sẽ là đến Vancouver rồi. Đúng béo dã man đi. Chính là con tàu mà mình đang ở trên đấy. Đây là tàu Golden Princess. Nó là kiểu 17 tầng ấy. Đấy, Golden Princess. Mình ở phía bên chỗ xung quanh trong khu này. Giống mông cười quá. Giống mông cười quá. Hai chị em hâm hâm đi ra ngoài rồi. Ấm hết à? Ok. Nóng quá. À, ôi nóng thế. Kêu kêu nhỏ thôi. Kêu nhỏ thôi. Em chưa dám sướng hẳn. Ôi Phương ơi, sao nóng thế. Bây giờ cảm thấy rất khác bình thường. Red Town này chả có gì mấy nhá. Chả có gì mấy, không rồi về đi tập gym, ngày nào đi tập gym. Ngày thứ 7 ở trên này rồi và Ly đã tăng lên 3 cân. Thứ 6 chứ? Thì còn 2 ngày trên này nữa mà. Ly đã tăng lên 3 cân, tăng hẳn 3 mỗi cân. Ngày, 2 ngày 1 cân. 2 ngày 1 cân. Mà đấy là kiểu mình còn đi tập hùng hùng hục ấy. Phương tăng 3 cân. Không biết. Không biết. Không biết. Nóng quá, chưa dám xuống. Bây giờ. Đây là chỗ mà người ta sẽ là movie under the star. Đây, màn hình movie đây. Oh. This small island is so beautiful. Mami. Mami. Vậy là bây giờ là cả nhà sẽ đi ăn tối cuối cùng tại trên tàu. Sáng mai 6 giờ rưỡi sáng là đã tới Vancouver rồi và sẽ phải check out. Mới gội đầu xong tóc còn chưa khô. Anyway, hôm nay thì sẽ ăn nhà hàng Ý thử xem có ngon hay không. Bữa tối thì nên là đặc biệt hơn một chút xíu. Nói chung là mấy hôm nay ở trên này ăn rất nhiều và nói chung là rất là béo. Bây giờ này thì đang đi ra chỗ ăn xong rồi tối sẽ đi xem show cuối. Ngày mai sẽ là đi về zombie. Đây là nhà hàng Ý. Nó tên là, tên là gì đây? Spettini's. Đây, nhà hàng Ý.
Hôm nay chúng ta sẽ được ăn pasta. Trời ơi, đã béo là có phải ăn pasta nhưng thôi không sao. Mọi người đã ăn bữa tối cuối cùng xong. Bây giờ thì Ly sẽ đi xem show cuối với các anh chị. Phải mặc thêm áo tại vì áo lúc nãy nó lạnh ấy. Đấy, bây giờ thì sẽ đi xuống đi xem show. Và thế là chúng ta sẽ kết thúc 7 đêm tháng ngày ở trên tàu. Wow, thực sự là mấy ngày hôm nay ăn rất là nhiều. Trời ơi, kiểu Ly cân, bây giờ Ly tăng đến gần 3 cân rồi ấy. Kiểu dã man ăn, kiểu để mọi người thấy mặt tròn vo à. Nhưng mà xong rồi sau đấy sẽ phải diet tại vì không thể nào để cái bụng nó tròn như thế này được. Hôm nay là ngày cuối cùng trên tàu rồi. Bây giờ cả nhà đang xuống ăn sáng để chuẩn bị check out. Ôi, ngủ sẽ cho nên tối qua đi chơi với mẹ. Rất cho muộn lắm rồi, bình thường về nhà nhưng mà vẫn là muộn ở đây. Để yêu thương ở đây, kiểu ăn rồi không ngủ. Là mặt lên tròn chua, mặt tròn dã man luôn. Mặt mẹ cũng tròn, mặt ai cũng tròn. Ai cũng lên cân hơn cả vì ăn uống suốt ngày. Okay, so here is my last breakfast. Everyone's so tired. Đã xuống tàu và đến được với Canada rồi. Đây đang ở thành phố Vancouver. Và bây giờ thì anh mình đang tìm chỗ để pick up xe, thuê xe để đi chơi trong thành phố Vancouver. Ngày hôm nay mọi người đang ở đây đang chờ để lấy xe. Thời tiết cũng khá là dễ chịu, mát mẻ, không bị quá lạnh. Nhưng mà Ly vẫn phải mặc cái áo to này tại vì không có để trong vali, nó to ấy. Hello mommy bear. Mommy bear. Mẹ ơi. Mommy. Mommy. Mommy! Mommy!